Thưa quý vị, mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp, cố gắng kiểm soát các nguồn thu, tuy nhiên kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong 9 tháng lại không cao. Và kính thưa quý vị, ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng trên địa bàn tỉnh đạt gần 8.200 tỷ đồng, bằng 75% dự toán, giảm 7,7% so với cùng kỳ. Thu nội địa trên 7.000 tỷ đồng đạt gần 74% dự toán và giảm 6,6% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu cũng giảm hơn 14% so với cùng kỳ. Phần theo khối tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, tính riêng nguồn thu nội địa thì khối tỉnh đạt trên 71% dự toán, khối huyện đạt trên 80% dự toán. Có 6 huyện, thị xã đạt từ 75% so với dự toán trở lên. Có 3 huyện Gò Dầu, Châu Thành và huyện Dương Minh Châu đã hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023. Thành phố Tây Ninh và huyện Tân Châu mất cân đối chi. Ông Nguyễn Tấn Lợi, Cục trưởng Cục thuế Tây Ninh nhận định, những tháng gần đây, mức thu giảm xuống do những khó khăn của nền kinh tế và chính sách miễn giảm thuế cho doanh nghiệp. Mặc dù ngành đã triển khai nhiều giải pháp, cố gắng kiểm soát các nguồn thu, nhưng số tăng không đáng kể. Chỉ tập trung vào giải pháp giảm nợ động thuế. Chỉ tiêu pháp lệnh Bộ Tài chính giao cơ bản sẽ đạt, nhưng để đạt mức thu nội địa 9.600 tỷ đồng đòi hỏi nỗ lực rất lớn. Hy vọng đến cuối quý 4 có tăng trưởng. Tại phiên họp thường kỳ tháng 9 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị phải quan tâm đến việc hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều hơn, Cục thuế tỉnh và sở ngành tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.